Theo tôi ấy, thì có tôi nghĩ là có mấy cái giải pháp cơ bản cần được quán triệt. Cái thứ nhất là thống nhất các văn bản của Đảng, của nhà nước về cái quy định về bộ máy hành chính nhà nước và biên chế. Thứ hai ấy, là nâng cao cái trách nhiệm người đứng đầu. Tất cả những cái nguyên nhân này tôi nghĩ phải quy cho cái trách nhiệm của người đứng đầu thì mới quyết định được. Vấn đề thứ ba là tạo cái sự đồng thuận trong trước hết là trong cán bộ công chức để cái việc này thành một cơ chế, chứ không phải như lâu nay nó ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm, cho nên là cái việc tinh giảm nó rất khó khăn. Tôi nghĩ là phải tạo ra một cái cơ chế đồng bộ thống nhất và tạo một sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên, cán bộ công chức của tất cả các cơ quan thì như thế mới thực hiện được. Ví dụ như lâu nay là nói là tinh giảm, thực chất chỉ có người về hưu nghỉ thôi, chưa có cái người nào gọi là không hoàn thành nhiệm vụ để đưa ra khỏi bộ máy cả. Thì như vậy nó rất khó. Thứ hai nữa là mình nói là tinh giảm đầu mối thì đầu mối tăng lên, tinh giảm biên chế lại tăng lên, rồi á là cái địa đơn vị hành chính là ngày càng tách nhỏ ra, thì cả ngàn đều ngược với chủ trương cả, nhưng mà không có ai phải chịu trách nhiệm. Thì đấy là việc mình không quy trách nhiệm được cho người đứng đầu, thì đấy là tôi thấy mình cần phải tập trung ba cái việc đấy.